hợp tác với Vingroup sản xuất vaccine, công ty Việt Á của ông Phan Quốc Việt khủng cỡ nào? Quý vị và các bạn thân mến, ông Phan Quốc Việt hoạt động trong lĩnh vực y tế đã lâu, nhưng chỉ đến khi COVID-19 xuất hiện, doanh nhân này mới bước ra ánh sáng với bộ kit thử xét nghiệm COVID-19 made in Việt Nam. Trước đó, như chúng tôi đã đưa tin, ngày 3 tháng 6 năm 2021, công ty cổ phần tập đoàn Vingroup đã thành lập công ty cổ phần công nghệ sinh học VinBioCare với vốn điều lệ 200 tỷ đồng Ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu. Trong đó, tập đoàn Vingroup chiếm 69% cổ phần, bà Phan Thu Hương nắm giữ 1%, ông Phan Quốc Việt nắm giữ 30%. Chủ tịch hội đồng quản trị của công ty là bà Mai Hương Nội, phó tổng giám đốc tập đoàn Vingroup. Phó tổng giám đốc tập đoàn Vingroup. Gây chú ý ở đây là người nắm giữ 30% cổ phần trong Vinbiocare, ông Phan Quốc Việt là tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần công nghệ Việt Á, Việt Á Corp. Câu hỏi được đặt ra là ông Phan Quốc Việt là ai và tại sao lại được tập đoàn Vingroup tìm đến hợp tác? Ông Trùm kiến tiếng trong ngành y tế nhờ Covid-19 mới được lộ diện. Công ty cổ phần công nghệ Việt Á được biết đến lần đầu tiên với tư cách là đơn vị tư nhân hợp tác với Học viện Quân Y, sản xuất thành công kit thử xét nghiệm COVID-19 made in Việt Nam với tập khách hàng gồm nhiều bệnh viện lớn và là một trong số các công ty do vị doanh nhân thế hệ 8X Phan Quốc Việt đứng đầu. Làm trong mảng B2B, Business to Business, hình thức buôn bán, kinh doanh giao dịch trực tiếp giữa doanh nghiệp và doanh nghiệp đã lâu. Xong chỉ đến khi COVID-19 xuất hiện, ông Phan Quốc Việt hay Việt Á mới chính thức được bước ra ánh sáng. Tháng 3 năm 2030, Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á của doanh nhân Phan Quốc Việt đã hợp tác với Học viện Quân y sản xuất thành công kết thử xét nghiệm COVID-19 made in Việt Nam giúp Việt Nam trở thành một trong số ít quốc gia trên thế giới phát triển được các bộ kit xét nghiệm phát hiện virus SARS-CoV-2. Đây là bộ kit chuẩn đoán Sars-CoV-2 đầu tiên tại Việt Nam được Bộ Y tế cấp số đăng ký, Bộ Y tế và chăm sóc xã hội Anh cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn châu Âu (CE) và cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CSS). WHO cấp chứng nhận chất lượng sản phẩm cho phép lưu hành toàn cầu. Năng lực sản xuất của Việt Á khoảng 30.000 kit xét nghiệm trên một ngày. Bộ kit xét nghiệm này cho kết quả chính xác 100% sau 2 giờ và đáp ứng được các tiêu chí tương đương các bộ sinh phẩm do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Hoa Kỳ và WHO hướng dẫn. Nhận định về thành công này, ông Phan Quốc Việt cho biết, dự án thành công là nhờ sự cố gắng của ba bên: cơ quan quản lý, Bộ Khoa học Công nghệ, phụ trách công nghệ, Viện Quân y và đơn vị sản xuất Việt Á và chú con người của cả ba bên, nhiều lúc phải tương tác với nhau từ 6 giờ đến 3 giờ sáng hôm sau. Thậm chí nhân viên công ty còn chấp nhận hoãn nhận lương vì tài chính đổ vào dự án rất nhiều. 20 nhân sự Việt Á làm đến 2-3 giờ sáng nhưng không ý kiến gì vì họ biết mình có trách nhiệm với cộng đồng. Hệ sinh thái và tệp khách hàng đồ sộ của Việt Á Theo tìm hiểu trên website của công ty, Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, tên cũ là Công ty Cổ phần Thương mại, Sản xuất và Dịch vụ Việt Á, được thành lập vào tháng 2 năm 2007. Tháng 10 năm 2017, Việt Á đã tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ lên 1.000 tỷ đồng. Toàn bộ là cổ phần phổ thông từ nguồn vốn tư nhân. Cổ phần của đơn vị này có sự khác biệt khi mệnh giá lên đến 1 triệu đồng trên một cổ phần. Mệnh giá thông thường là 10.000 đồng trên một cổ phần. Theo đó thì công ty có 1 triệu cổ phần. Việt Á đăng ký địa chỉ trụ sở chính tại số 372A trên 8, Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Người đại diện pháp luật kiêm tổng giám đốc của Việt Á là ông Phan Quốc Việt, sinh năm 1980. Trên trang chủ, Việt Á tự giới thiệu là một công ty chuyên về lĩnh vực sinh học phân tử, sở hữu đội ngũ chuyên môn có kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực này. Đội ngũ chuyên môn của công ty là nhóm đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng thành công và đưa vào thương mại từ rất sớm các kit sử dụng kỹ thuật Time PCR và Lai phân tử. Toàn bộ hoạt động của công ty đều đạt tiêu chuẩn ISO 9001 2015 và ISO 13485-2016. Hiện Việt Á có 3.000 khách hàng, thực hiện 1.500 dự án và 1.000 nhân viên, vốn điều lệ khoảng 1.000 tỷ đồng, được nâng lên vào năm 2017. Danh mục khách hàng của Việt Á là các bệnh viện lớn trải dài khắp cả nước. Ngoài trang thiết bị chuyên dụng cho ngành y tế, họ còn có mảng kinh doanh đồ gia dụng gần gũi với người tiêu dùng hơn, cùng thương hiệu Healthy Life. Ngoài ra, Việt Á cũng là nhà thầu y tế quen mặt, chúng nhiều gói thầu tại các bệnh viện lớn trên cả nước, bao gồm gói thầu cung ứng hóa chất năm 2016-2017, cung cấp thuốc, hóa chất, vật tư y tế cho bệnh viện quân y 175, gói thầu cung cấp hóa chất, dung dịch khử khuẩn, dụng cụ xét nghiệm và sinh phẩm xét nghiệm năm 2018-2019 cho bệnh viện gia liễu trung ương. Tại bệnh viện đại học y hà nội, việt á đã trúng gói thầu cung cấp hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm chuyên khoa và dung dịch khử khuẩn gồm 609 danh mục theo quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 5269 quy BIT ngày 30 tháng 8 năm 2018 của Bộ Y tế. Gần đây, Việt Á còn trúng gói thầu cung cấp hóa chất vật tư tiêu hao theo máy và vật tư tiêu hao phục vụ hoạt động xét nghiệm gồm 3.296 danh mục tại Bệnh viện Bạch Mai. Tuy nhiên, theo dữ liệu của VietTimes, kết quả kinh doanh của Việt Á có chiều hướng đi xuống trong giai đoạn 2016-2019 cả về doanh thu và lợi nhuận. Sinh năm 2019, công ty này báo lỗ 3,9 tỷ đồng. Việc tăng mạnh vốn cho Việt Á dường như là một trong những bước chuẩn bị về mặt tài chính phục vụ cho những bước tiến mới của vị doanh nhân Phan Quốc Việt. Được biết, ngày 9 tháng 1 năm 2021, Việt Á đã ký kết hợp đồng với Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh đầu tư nâng cấp một số cơ sở y tế theo phương thức đối tác công tư PPP. Dự án có tổng mức đầu tư là 28,336 tỷ đồng. Thực hiện theo mô hình BOT, thời gian thực hiện kéo dài 47 năm. Ngoài Việt Á thì vào tháng 11 năm 2013, ông Phan Quốc Việt còn góp vốn thành lập công ty cổ phần y tế Việt Á, Việt Á Medical, vốn điều lệ ban đầu là 1 tỷ đồng Ngành nghề chính là hoạt động các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nhà khoa. Trụ sở đặt tại số 134 trên 3D Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, hệ thống phòng khám Việt Á được thành lập từ năm 2016 với 4 cơ sở đã đi vào hoạt động và một cơ sở sắp khai trương tại phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Đây được giới thiệu là hệ thống phòng khám vệ tinh và liên kết rộng khắp cùng với quy trình không giấy hoàn toàn tự động theo chuẩn 4.0. Hơn thế nữa, ông Phan Quốc Việt còn là người đại diện của loạt doanh nghiệp khác như công ty trách nhiệm hữu hạn Thế giới Đất Việt, công ty cổ phần Kỹ thuật Việt Á, công ty cổ phần Đầu tư Đức Ân, công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Dịch vụ Tâm An, công ty cổ phần Đầu tư Việt Á Y Dược 99.